bảy tiếp cho tóc từ chuyên gia đàn ông nên biết một xấy tóc hai càng đơn giản càng đẹp ba ngừng che giấu bốn lựa chọn một cách khôn ngoan năm đừng bỏ qua dầu xả sáu cẩn thận với việc tự nhuộm tóc tại nhà bảy tìm thợ cắt tóc phù hợp mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video